Thì thường thường đọc mấy cái mã đâu đó, ở đó có ai lợi phá thì mình thấy làm như là không biết mình có nói gì hay không, có ai gửi hay không, chứ như đọc ở chỗ mã mà mình thấy rất là lành, âm u lắm. Kính thưa quý vị khán giả, nếu mà ai làm nghề bẫy rắn thì chúng ta cũng hiểu ha, tại vì đặt bẫy rắn là thường thường nó nằm ở chỗ những cái gò mã, những cái gò phất này kia thì nơi đó mới có rắn nhiều. Đó. Thì mình cũng chia sẻ cho quý vị khán giả biết luôn là nhà mình thì có ông anh thứ sáu của mình là chuyên sống những cái nghề đó để mưu sinh hàng ngày ha. Nhưng mà hiện tượng anh thứ sáu của mình thì không bao giờ gặp những cái tình trạng đó, nhưng mà anh thứ năm của mình chỉ làm tạm trong 1 năm trong mùa dịch thôi. Nhưng mà không biết trong quá trình anh làm đó anh có đặt trúng cái chỗ nào mà gọi là tâm linh hay là những cái chỗ nào mà nó đặc biệt hay không, cho nên nó xảy ra cái hiện tượng rất là kỳ quái đối với anh trong suốt thời gian qua. Thì trước khi mà bệnh đó thì anh mình rất là cà lăm ha các bạn, nói chuyện mập mờ cái buổi mới ra được 1 tiếng, nhưng mà sau cái đợt bệnh rồi mổ thanh quản xong rồi giờ giờ không có cà lăm nữa. Ở nhà đã có chuẩn bị cho anh một bộ đồ sẵn ha các bạn, hình cũng đã làm luôn, áo quần đã chuẩn bị sẵn luôn, chỉ đứt hơi cho cảnh là chạy về nhà là ok. Những cái người mà nằm suốt gần 1 tháng trời ở trong bệnh viện mà hôn mê bất tỉnh mà gọi là đi thiếp đó, đi đến một cái nơi mà phải nói rất là đặc biệt, được gặp được Phật, gặp được Chúa, gặp được Đức Mẹ dạy cho những cái kinh cũng như là nói về cái sự sống của mình như thế nào ở cái nơi đó đều rất là đặc biệt hết các bạn. Thì hôm nay chúng ta được chứng kiến người đàn ông ngồi đây chết đi sống lại ha, đồ ở nhà cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, tấm hình cũng đã họa sẵn luôn, đều phải nói là rất là đặc biệt. Hôm nay anh được phục sinh trở lại lần thứ hai ngồi đây. Không thấy, nghe nó dọn đồ, nhà cửa trơn rồi mà sao chưa thấy chôn vậy, đợi hoài không thấy. Rồi thấy là ông cũng nằm chung rồi, rồi cái ông kêu ai không được cái gì nữa, thấy ông tức quá ông ngồi vậy, cái mình nằm nó cứ chi vậy trời, khó chịu quá hay sao? Khó chịu rực rực, ngồi không thở, thở nè, cái mình nó chết rồi. Kêu ông bữa mấy cái tay mình vỗ vô nè, thì ông kêu ông vô mới vô, cái mình chỉ. Bắt đầu ông kêu ảo thì ảo lại, gắn lại thì lâu chứ. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì mình sẽ tiếp theo cái tập tiếp theo nữa thì kể cho quý vị khán giả nghe tại sao mà nó lại có những cái hiện tượng kỳ quái vậy ha. Thì trong cái thời gian mà bị giãn cách đó, mùa dịch đó, thì anh mình có làm hơn 100 cái lợp, một cái bẫy bẫy rắn á để đi đặt. Thì khi mà anh phát bệnh lên đó, vì những cái hôm lợp nó đâm vào tay đó, thì bị phong đoàn gánh giật nhập viện xong rồi bây giờ anh xuất viện về nhà rồi. Nhưng mà những cái số lợp mà anh đặt còn sót lại đó hiện bây giờ là cả 100 cái. Thì coi như là bỏ luôn ha, mình không quan tâm đến nữa. Thì cái số gắn mà còn lại trong quá trình anh nằm bệnh viện đó thì còn lại khoảng ký hơn ký gì đó. Thì những cái hiện tượng mà bà báo cho anh biết là những cái con gắn đó nó giống như nó hành ha, nó hành cái thân xác mình. Rồi nó báo cho cái linh hồn mình biết là nó đang bị mình bắt nó rồi mình sát sanh nó này kia. Cho nên là anh có báo cho những đứa con của anh đó về thả những cái con gắn nó bỏ hết, không có nuôi cũng như là không có giữ nó lại nữa ha. Rồi cái nghề đặt gắn này hình như là anh cũng bỏ luôn, anh không làm nữa. Nhưng mà anh không phải là một người chuyên nghiệp, anh chỉ làm tạm trong cái thời gian mà bị giãn cách xã hội thôi, cho nên là không biết là mình có gọi là, không biết mình gọi là cái gì. Chứ thật sự ra thì cái ngành nghề đó mình thấy rất là nhiều người làm, nhưng mà cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tại sao anh mình làm nó lại có hiện tượng rất là kỳ quái vậy hả các bạn? Thì giờ còn hơn 100 cái lợp đặt, nhưng mà mấy tháng nay anh bệnh viện anh nằm về rồi cũng không quan tâm đến lợp nữa, nữa bỏ luôn đó. Thì những cái con gắn đó giống như là nó báo cho mình biết á, có châm chích vậy anh không, hay là nó có báo có mộng cái gì không? Thì nó cũng nhắc nhở hối thúc mình giấy, tại khi mình đã bệnh rồi mình đã biết là mình đã sai rồi, mình có hứa trong cái lương tâm mình thôi, cầu xin mạnh dỗi về để mình lấy mấy cái lợp đó mình sẽ bỏ đạp bỏ, đặng mình cũng như là mình chuộc tội lại đặt bỏ, chứ để gì nó sẽ vô nữa rồi nó sẽ nó tội nghiệp đó, nó bắt nó sẽ chết tội nghiệp đó, cho nên mình cũng mơ ước mà mình mạnh dội đồng đi lấy về. Nhưng bây giờ sức khỏe mình chưa có lành cho nên mình chưa có lấy được, cho nên cái lương tâm mình còn đang bứt rứt lắm, trông cho khỏe rồi mình đi tìm cái lợp cái gì để cứ vô hoài chết là hoài tội nghiệp nó đó nhiều rồi. Kính thưa quý khán giả, thì sau khi mà anh hết bệnh về đó thì anh có những cái hiện tượng rất là kỳ quái, cho nên bây giờ á, cái ước muốn của anh á, khi mà anh khỏe bệnh xong rồi á thì anh sẽ đi tìm những cái lợp đó anh đạp bỏ hết, tức là không có còn đặt nữa. Nếu anh đặt á, thì gắn nó sẽ chui vào đó thì tiếp tục nó sẽ còn chết nữa. Thì giống như là một cái báo ứng vậy đó các bạn, mình không có nói gì vấn đề mê tín gì đâu, nhưng mà thật sự á, thì anh muốn sao mà cho những cái lợp đó được bỏ hết, bẻ bỏ đạp bỏ hết, không có còn để cho con rắn nào chui vào đó nữa hết. Bây giờ còn khoảng 100 cái lợp
100 cái bẫy rắn mà không có đi thăm được. Đó, cho nên là anh muốn sao mà để tìm lại những cái lợp đó, đạp bỏ hết, không có cho con rắn nào chui vào nữa ha. Chui vào nữa thì nó sẽ còn chết nữa. Thì trong lúc đó mình cũng hứa, mình biết mình sai rồi. Tại vì mình đặt tin người làm hồ đủ thứ chứ, hai mấy năm không sao. Mà khi làm mới vô rắn nào mới có năm mấy cái bị là mình biết mình sai cái gì đó. Trên như chỗ đó mà mình hứa là không có bắt mấy ông nữa, cho mình hết bệnh chuyên niệm gì mình sẽ đập bỏ mấy cái bẫy hết, không làm nữa, làm việc thiện chứ không có làm chuyện nữa. Mà trong cái thời gian mà anh đặt đó khoảng một năm không? Thì trên dưới cũng gần năm gì. Một năm, nhưng mà trong cái thời gian một năm đó anh đặt có cái chỗ nào mà anh cảm thấy anh ớn lạnh hay là anh thấy nó đặc biệt nhất không? Cái chỗ nào mà anh thấy nó hơi tâm linh không? Mình đi cái chỗ mình đi đặt á hả? Ừ. Thì có như thi đặt thì thường thường đặt mấy cái mã đâu đó. Ở đó có ai lợi phá thì mình thấy làm như là không biết mình có nói gì hay không, có ai gửi hay không, chứ mình đặt ở chỗ mã mà mình thấy rất là ớn lạnh. Anh không sợ. Anh không sợ sao bệnh vô đó? Thì mình thấy thì ban ngày nắng thì mình vô, còn nhiều khi mà dưới đi là chỗ đó mình kêu nhỏ theo hai cha con đi, chứ mình không dám đi, thấy âm u lắm. Kính thưa quý vị khán giả, nếu mà ai làm nghề bẫy rắn thì chúng ta cũng hiểu ha, tại vì đặt bẫy rắn là thường thường nó nằm ở chỗ những cái gò mã, những cái gò phất này kia thì nơi đó mới có rắn nhiều đó. Thì mình cũng chia sẻ cho quý vị khán giả biết luôn là nhà mình thì có ông anh thứ sáu của mình là chuyên sống những cái nghề đó để mưu sinh hàng ngày ha. Nhưng mà hiện tượng anh thứ sáu của mình thì không bao giờ gặp những cái tình trạng đó, nhưng mà anh thứ năm của mình chỉ làm tạm trong một năm trong mùa dịch thôi. Nhưng mà không biết trong quá trình anh làm đó anh có đặt trúng cái chỗ nào mà gọi là tâm linh hay là những cái chỗ nào mà nó đặc biệt hay không, cho nên nó xảy ra cái hiện tượng rất là kỳ quái đối với anh trong suốt thời gian qua ha. Thì các bạn nào làm bên cái nghề bẫy rắn này chúng ta cũng hiểu là cái nghề bẫy rắn này làm nó phức tạp, nó cực khổ, hoặc là nó phải chui vào những cái kẹt ngõ ngách như thế nào mới có rắn hết các bạn. Nhưng mà không hiểu sao anh mình lại gặp cái hiện tượng rất là kỳ quái ha. Đây mấy cái đặt cũng đặt chơi nữa nhưng mà không dám vô mấy chỗ mã đặt. Chỗ mã mồ nó đau phá, âm u rất là hay. Dù có ham rắn cũng không ai dám đào, nó sợ mã người ta. Cho nên rắn cũng cầu cậu mà bừng bừng. Thì nơi đó nơi nó ở mà. Nguyên mã thì nó ở trên mã, dữ tợn. Làm hang chứ đó, đó ai ai mà đâu dám đào đâu. Bạn vì không ai dám vô, nó ít dám vô, rắn nó mới nhiều, nó mới nhiều. Bên thằng ít khi vô mã. Tại vì cái người hai mấy năm đâu sao đâu không biết, cái này chưa được một năm nó bị mình liền biết liền. Bắt con lên kia còn kẹt quay cho đứng chỗ. Thì cái sẵn cái tay đây, bà ngồi đây có một quạt sẵn tôi quạt. Cái bà luôn. Anh xóa liền không tốt đâu. Cái lúc em tới bệnh viện em thăm là lúc đó anh biết không? Không. Không biết đó, không biết. Nghe nó mấy trận rồi không biết, nằm trong cái chỗ phòng kính gì đó mười mấy ngày cũng không biết. Sao mà nó lại mổ cái thanh quản của mình, thở không được hả? Không hiểu sao nữa. Không được, hạt rồi hạt cuốn thở rồi, không biết nữa. Hạt đường thở. Coi như là chết đi sống lại đó đúng không? Không biết. Vì cái đuối quá cái tim của mình nó không có hoạt động được. Đi mấy lần rồi. Nó chèn cái ống nó vô là cũng như là để thở trực tiếp cho mình, như là nó chèn oxy vô. Nó chèn cái mổ. Nó mổ mình không biết thật. Là nhờ cái oxy nó trợ giúp cái hơi thở của mình. Mà khi mà tôi xuống đó là tôi biết. Là lúc đó là tôi còn đánh giá là cái hơi thở thật của mình đó là chỉ là 50, máy thở 50. Là khi mà cái ca của tôi dưng cạn xuống á. Là cái máy là tôi nói vậy là ở đó chứ máy thở hai phần, cái hơi thở thiệt của anh là chỉ còn có một phần một. Đó nó thiệt luôn, là khi mà cái ca của tôi dưới gần cạn á. Bây giờ tỉnh lại rồi có tự động cảm nhận cái giọng nói mình sao, anh có thấy là anh khác cái giọng nói không? Giọng nói hơi khác một chút. Giọng nói khác. Trước khi bệnh là nói chuyện cái tiếng đàn ông rồi các bạn, nhưng mà sau một thời gian bệnh thì cái thanh quản mình nó bị hẹp á, thở không được, cho nên là buộc lòng phải mổ chân chỗ này càng cổ họng. Bây giờ ở đây còn cái thẹo ha, thì cho nó mở rộng cái thanh quản ra mới thở được. Thì ai bị mổ thanh quản xong rồi các bạn cũng hiểu là khi mình mổ xong rồi cái thanh quản mình nó lại khác ha, nó chuyện cái tiếng đàn bà, tức là xong rồi đi Thái Lan chuyển giới luôn ha. Sao các bạn thân mến, đây là một cái hiện tượng cũng rất là lạ, nhưng mà không biết khoa học có lý giải được hay không. Thì trước khi mà bệnh đó thì anh mình rất là cà lâm ha các bạn, nói chuyện mập mờ cả buổi mới ra được một tiếng. Nhưng mà sau cái đợt bệnh rồi mổ thanh quản xong rồi giờ không có cà lâm nữa.
nó cũng xui nhưng mà nó cũng hên. Nó chuyển rất là chuyển từ chuyển mà nó hơi ngắn hơn. Vậy hát hò được chưa hay sao? Nó cũng đam mê ca hát lắm, tại vì mình không có hữu vụ ổn đi là như chỉ ca hát chơi thôi. À, giới thiệu với các bạn luôn, đây là cũng một giọng ca nổi đình nổi đám ở địa phương ha các bạn. Cũng là một MC rồi cũng như là diễn viên ca sĩ đi hát nghiệp dư trong những cái show game show đám cưới. Thì các bạn nếu mà có dịp sẽ nghe lại anh của mình hát, khi nào bệnh tình sẽ được phục hồi lại ha. Có một cái tin nóng là từ Sóc Trăng là có người là ngang là càng lạ là tên đó. Không, mình không. Ủa, nó là anh Lụm rồi đó. Là nó kêu, tới giờ tôi không nó kêu là đưa cái tấm hình cho anh đặng cho về dưới nó quạ. Cái quần nó dài quá, quạ là anh mà Lụm đó là có tấm hình liền. Đồng hú á, là lúc đó là anh xong rồi. Có. Ở nhà là nói là anh xong rồi. Thì mấy bữa nay có cháu với Sóc Trăng nó cũng nó đưa nó nói con quạ cho ông cậu cái hình này được, ông coi đẹp không? Thì mình nhìn vô mình nhớ lại, mình nói thôi ghê quá thôi xưa, bây giờ cứ quay xóa đi, mình thấy ghê quá. Đúng, nó hay lắm. À, kính thưa quý vị khán giả, thì trong lúc mà anh mình nằm bệnh viện đó, thì các bạn biết cái tình trạng anh của mình đó, thì máy nó báo là rất là thấp, bác sĩ nói là có thể là bất cứ lúc nào ra đi. Thì cháu của mình ở Sóc Trăng nó đã chuẩn bị một tấm hình thờ sẵn luôn, các bạn tin không? Thì các bạn biết là cái tình trạng anh mình cái bệnh tình nó tới mức độ nào rồi. Quả một tấm hình sẵn luôn, nhưng mà may mắn một cái sự sống rất là thần kỳ luôn, thần kỳ luôn các bạn. Nhờ cha với lại quý dì rồi tất cả cộng đoàn, tất cả anh chị em cầu nguyện tiếp cho anh của mình ngày hôm nay được phục hồi trở về với gia đình. Một điều rất là đặc biệt, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, chúc cho sức khỏe mọi người luôn được bình an. Chị đó mặc đồ mà nhìn không ra đó. Đây là những bộ đồ chuẩn bị sẵn cho anh, nếu mà anh đứt hơi cái là bạn bộ đồ này vô liền đó các bạn. Không thể nào tin được. Mặc thù lưu đó, bớt biển vô đó. Rồi chị đưa cho anh bộ đồ, cái tôi mang. Đưa cho anh bộ đồ, cầm mang. Cái này dài quá, đo cho được. Các bạn biết mà trong quá trình anh mình nằm viện đó, thì cái bệnh tình thật sự rất là xấu. Nó có thể là chết bất cứ lúc nào, thì ở nhà đã có chuẩn bị cho anh một bộ đồ sẵn đó các bạn. Hình cũng đã làm luôn, áo quần đã chuẩn bị sẵn luôn, chỉ đứt hơi cho cảnh là chạy về nhà là ok. Tức là anh mình đã chết rồi các bạn, mà được hôm nay được phục sinh sống lại, tức là đã được chết đi sống lại. Bàn tầm tầm này nó có giớ mang cái bàn giò không hả? Tôi kêu mua nó giớ, trả nó giớ trắng nha, nó mang lúc thế này là chết ấm bây giờ. Đồ này đã chuẩn bị cho lúc anh đứt hơi để mà bạn. Nhưng mà cái điều rất là thần kỳ các bạn. Nó xin của người. Bộ đồ này hy vọng sẽ không bao giờ được mặc. Sống luôn là không có chết. Thì đó cháu mặc đồ nhớ không? Người ta nói là con cái người lạ, con cái là từ khi mình từ khi mình hứa, mình hứa là mình không có làm gắn nữa. Cầu xin cho mau hết bệnh rồi bây giờ mình gỡ cái đợt nó ra đó, là mình dẹp bỏ đó. Là từ đó tới giờ mình thấy sức khỏe mình rất là dồi dào. Mỗi ngày nó tăng không là lực mình. Đằng gì mình lấy cái đó đó, chắc phải suy nghĩ cái ông ủng hộ mình cho mình mau mạnh khỏe cho mình về cứu mấy ông nữa. Từ ngày mà anh mình hứa là sẽ không có đặt gắn nữa, là sẽ thả hết tất cả các con gắn mà đã bắt được, đạp những cái lợp đó bỏ luôn, thì sức khỏe anh mình sẽ phục hồi rất là nhanh chóng nha các bạn. Mình không hiểu sao luôn. Hiểu tại sao? Ở sớm người ta nói trời ơi, mới đây đi được rồi. Tôi nói trời bờ, lúc này tôi ăn lắm rồi, ăn luôn tôi đi khỏi đỡ tôi đi tính bờ. Trong cho khỏe mà bây giờ thấy sức khỏe rất là mạnh. Mỗi ngày nó rất là khỏe nhanh chóng luôn, không có thấy luôn. Thì trong thời gian anh nằm bệnh thì em cũng biết được là rất là nhiều người ta gọi anh là cái người chết đi sống lại. Thì đây chúng ta có thể trực tiếp ngồi để trò chuyện với những cái người anh ruột của mình, người đàn ông mà chết đi sống lại ha các bạn. Tại vì mình thấy những cái người mà nằm suốt gần một tháng trời ở trong bệnh viện mà hôn mê bất tỉnh mà gọi là đi thiếp đó, đi đến một cái nơi mà phải nói rất là đặc biệt, được gặp được Phật, gặp được Chúa, gặp được Đức Mẹ dạy cho những cái kinh cũng như là nói về cái sự sống của mình như thế nào ở cái nơi đó, đều rất là đặc biệt ha các bạn. Thì hôm nay chúng ta được chứng kiến người đàn ông ngồi đây chết đi sống lại ha. Đồ ở nhà cũng đã chuẩn bị sẵn, rồi tấm hình cũng đã quạ sẵn luôn, đều phải nói là rất là đặc biệt. Hôm nay anh được phục sinh trở lại lần thứ hai ngồi đây. Ủa sao tôi đợi chôn ngang hoài sao không thấy, nghe nó dọn nhà cửa trơn rồi mà sao chưa thấy chôn vậy, đợi hoài không thấy. Ở nhà chuẩn bị đồ đạc dọn nhà luôn rồi đó các bạn, là các bạn biết cái mức độ mà tình trạng bệnh nó nặng tới cỡ nào đó.
Chỉ cần rút ống là đi đó ha. Thời gian nó rút ống là đi đúng không? Rút ống là đi. Thở ra không mà thở lên hơn nữa. Cái máy oxy là thở hai phần ảnh, cái hơi thở của ảnh là có một phần thôi. Mà bác sĩ nói với anh là trong cái ca bệnh của anh là nó có rất là nhiều tồi tệ lắm, nhiều người tồi tệ lắm, nhưng mà lại khen cái anh này là sức khỏe anh phải nói rất là tuyệt vời. Đó mà là một cái phép lạ hay như thế nào mình không hiểu ha. Bác sĩ nói với anh như thế nào? Nói sức khỏe ông rất là tốt. Mà có nhiều người hiện giờ đang 5-6 ca đang nguy kịch giống như anh vậy mà không qua khỏi. Tức là nằm chung như đó luôn hả? Nằm chung chứ, không qua khỏi. Còn anh sao cũng có y bệnh vậy mà anh sức khỏe anh rất là dồi dào. À, cháu của mình nó có điện cho mình ở Vĩnh Long, nó nói là chú Hậu ơi, bây giờ ba con hiện bây giờ đang nằm ở trong căn phòng đó thì ngày nào cũng có người đẩy ra chết hết, mà trong đó có ba con nằm trong đó nữa, con quá sợ đi. Thì mình nghĩ là với vợ với con mình đó là chuẩn bị tâm lý sẵn ha, khi nào mà gọi alo cái một là giọt về đây liền. Thì đồ cũng đã chuẩn bị, người hình cũng đã chuẩn bị luôn, nhà cửa cũng đã chuẩn bị luôn. Thì có những người bạn ở xóm này người ta cũng nói là sao mà chờ đi ngang đẩy ngang chôn mà sao không thấy. Đó, thì hôm nay anh được ngồi đây phục sinh lại một lần nữa, phải nói một điều rất là thần kỳ ha các bạn, rất là kỳ diệu. Nhưng mà chưa có đem hòm về thôi vậy, chưa chuẩn bị thôi. Ừ, tính dặn chú ông ta mà chả có chết, đêm mà nấu cháo, chờ nào tính chắc lô bô quá. Nhưng mà cái người đã chuẩn bị sẵn vậy mà không chết, người không chuẩn bị vậy là mới chết, mình không hiểu luôn. Thì chị dâu của mình có nói là cũng đã chuẩn bị, sắp sửa chuẩn bị là vịt gà sẵn ha các bạn, đang làm đám luôn đó. Thằng Toàn á, nó nói là bây giờ con dám xuống nữa, nó sợ đến mức độ mà nó gặp ba nó sợ người ta chết quá nhiều ở trong cái khu đó đó, nó sợ nó dám xuống luôn. Rồi thay vào đó là mấy dượng mấy chú ha xuống thăm nuôi tiếp, nó sợ nó khóc mà nó không dám xuống luôn, thì nó nghĩ là ba nó sẽ đi trong thời gian đó. Thì em cũng nói vợ em rồi, bây giờ chuẩn bị thôi, chuẩn bị ở trển alo cái là sắp xếp dọn ở trển thôi, là đi đó rút bóng rồi đi. Cái tay lúc trước bị đâm vào đâu? Tay trái tay phải hả? Tay mặt anh nè. Tại vì mình cầm bắp cái lợn mình thọt tay vô mình giật ra mà thì nó sốc cái tay đi. Sâu không? Sốc vô chảy máu, sốc thì chảy máu. Đúng rồi, tay bị sốc đó. Đặt từ 16 năm nay. Tại vì người ta bóp cái hôm xuống, người ta lấy cây để chịu lại. Ờ, này mình không có ẩu, mình lấy cái tay mình banh ra thôi. Mình thọt vô, mỏi quá buông, thì sốc liền. Em cũng bị đâm vô quại gì, cũng có đặt chơi đó, đâm quại gì. Đâm này đó, nó nằm đó đó, vậy đâu phải chích ngừa. Cái này ta gọi là gì, uống gián đúng không? Uống gián là phòng canh giật, uống gián. À. Nhưng mà anh thấy y y rồi, anh không đi chích ngừa. Ừ, không sao, thấy máu nhưng mà không sao, lát nó hết. Quý khán giả xem cũng lưu ý ha, nếu mà chúng ta đặt lập gắn hoặc chúng ta đạp những cái đinh sét thì chúng ta nên đi chích ngừa uống gián cho nó kịp thời ha. Thì cái bệnh này mình thấy nó đơn giản gì, thật sự nó không đơn giản chút xíu nào các bạn. Khi mà cái chất sét nó đã thấm vô máu vô não của mình rồi, nó bị phong đồng gánh giật liên tục, thì như trường hợp của anh mình là bị chói tay chói chân lại luôn, giật liên tục, cắn răng cắn lưỡi liên tục, miệng cứ ngắt nó chịu không được, cắn răng luôn. Trong thời gian đó mình có bảo hiểm hả? Có bảo hiểm mua đội trăm luôn. Nhưng mà cái bảo hiểm nó không có thuốc mạnh bằng thuốc này. Đúng rồi. Chăm sóc đặc biệt sớm đâu có xuống lần nào đâu. Có. Chưa. Ở số 7 nó cho chỉ vô 1 tiếng một người vô 5 phút không nhớ nè. Rồi vô chút ra đó nha. Vô là cái áo vàng vàng đó nha. Đây có thẻ đó mà. Có bên mình lên lầu bên đây. Ừ, đó. Sao có lên là con mình. Hồi diễn sức tâm, dịch ra thử con cái thẻ thế nào. Mà suy nghĩ nhớ lời tư anh ơi. Còn có mấy anh em gắng cố gắng lên, gắng cố lên. Thì mới tự suy nghĩ nữa. Chú ơi, tôi cho em cố gắng không ngồi, cho em bỏ cuộc á. Chú qua bước bước rồi. Cây gặp ông kia, ông làm chú á. Ông kêu ai, không biết tại nó không cho vô. Rồi ông ngồi vô, ông giật. Cái lúc đó mình nói chuyện không được, mà thấy ông nó chết rồi. Mới vỗ vô giường gầm, bác sĩ vô, mình nói chỉ. Bác sĩ mới chạy rồi, đẩm thì ngồi gắn vô, ông chết ngắt. Trời ơi. Từ đó sao ông ơi, mình không dám được. Ông nằm chung hả? Nằm đối diện ngang nhau. Nó nói gì vậy?
Là thế là ông cũng nằm chung vậy. Rồi cái ông kêu ai, ông đừng có diễn nữa. Thế ông tức quá, ông ngồi vậy. Cái mình nằm nó cứ rồi, chơi gì chẳng. Giật. Khó chịu quá hay sao? Khó chịu giật kìa, ngồi găm thở nè, cái mình nó chết rồi. Kêu ông được, mấy cái tay mình vỗ vô nè. Thì ông kêu ông vô, mới vô cái mình chỉ. Bắt đầu ông kêu ảo, thì ảo lại, gắn rồi thì lâm chứ. Bị cái ông kia đó, tức là mình không tính làm gì đó, không có bước đó. Mấy cái ông đó là nó nhờ cái ông xưa đang nó trợ cái hơi thở của mình đó, là nhờ cái thằng đó là nó thở tiếp mình đó. Có lúc mình cũng ra lại ra nhưng mình bóp mũi mình rồi đó. Có lúc mình không tính làm gì là cái ông đó cho nó khỏe hay thế nào, nhưng quá khó thở rồi. Nhiều suy nghĩ thấy ông vậy thôi không dám nữa, rồi mới đọc kinh một hai kinh cái làm như mình dịu xuống, rồi cái mình thiếp đi ngủ đi, hơn ngủ đi mà không suy nghĩ vậy nữa. Chú ý thức là sẽ bậy nữa, sẽ suy nghĩ bậy. Tại vì nó khó thở, kỳ cục lắm. Tay chân nó chói lại nè. Nó cứ nó khó thở. Cái ca nãy giờ tôi nói là ca tôi với càng đó là lúc đó là anh không còn biết cái gì luôn. Bởi vì nhớ là từ 10 giờ, 1 giờ trưa mà cho tới sáng ngày sau là tôi với càng. Là khi mà cái ca đó là anh không còn biết bất động cái gì luôn. Nó thẳng luôn đó. Là chỉ là nhà máy thôi mà. Là anh cũng bằng là y ra như là nói là anh là người chết rồi đó, chứ là cái máy là nó thở chứ không phải là anh thở đó. Như này có này hay lắm, để tôi nói cho anh không còn biết gì luôn đó, cho mọi người nghe. Nếu mà ai có vậy là sẽ gì, tại vì lúc mà chưa bệnh đó, là mình đã lâu lâu mình thở vô nó lối đây nè, hết chuyện nó lối đây nè, mà chút xíu mà hết cái mình nghĩ rằng chả ăn không tiêu bỏ qua đó là bệnh tim thôi. Năm đây nè, thấy cái này nè, hết vô lối, hết vô làm như là mình chạy mệt, cái đó sốc không nha, còn hai lần là cái đó tim đó. Bởi vì khi mà nó trị bệnh, nó giật mình, bệnh kính đó. Cái đó là cái dấu hiệu bệnh tim. Tim đó, mình không biết, tưởng là ăn tiêu đi trọng quả không à. Suy nghĩ bây giờ đó là bệnh tim đó. Gọi là ép tim đó. Cho nên mấy cái lúc đó đó, mình phải đi thuốc nam hay là làm việc nhẹ, không nên làm nặng quá, nó khó thở. Cứu chữa kịp thời. Tim nó rất là khó, khó trị. Nhưng mà nó nằm đó đó. Rồi cái cộng tác mình phong cánh giật đó, nó kế bên tim luôn, cho đã ảnh hưởng tim luôn, ngừng thở luôn. Đó. Nó mới khó trị. Nếu bệnh một bệnh nào mà bệnh thì ta dễ trị. Đã không có dược mà lại tim nữa. Cho nên nó quản hồn cũng bỗng liền. Nó bỗng luôn thức liền. Nói chuyện gì còn có đau không? Hả? Có đau không? Tôi ơi, chị có ống gì vô sâu lắm. Không có, bây giờ nói chuyện còn đau không? Không, hết đau. Nó mai nữa lành lại. Thọt cho cuốn vô phổi luôn hả? Thọt vô trong lâu lâu đây nè. Vô phổi đi cho mình thở. Vô cuốn phổi. Thì đó là nó là để cho máy thở đó, nó thở bằng cái máy đó. Bốn bệnh là thằng bệnh viện á. Lát là đà nó kè nó mũi đà á. Bác sĩ nói là cụ thể là anh bị bao nhiêu bệnh trong người? Tới ba con bệnh luôn. Bệnh gì với bệnh gì? Thứ nhất là bệnh luôn dáng là do cái tay nó chìm trước nhất là cái nọc đó, nọc nọc gắt á. Thứ hai là số ghét gần người xưa. À, xưa đi bộ đội hả? Cái góc còn. Rồi nó giật mạnh quá cho nó ảnh hưởng qua tim, làm tim cũng bị ảnh hưởng luôn. Rồi thấy bệnh gì nữa? Thì phong cánh giật, tim là do phổi. Mà phổi mình thời gian nó giãn cách á, tự nhiên cái mình bỏ thuốc luôn. Một năm mấy không hút. Có bị tiểu đường không? Không. Nhưng mà cái lúc mà nằm bệnh viện á, nó cho mình thấy cái vô tiếng làm như siêu âm á. Cái phổi mình, hai cái phổi vỡ ra nha. Nó tím mà nó làm như một mụn đỏ trên hai bên vậy. Thì nó nhồi sau vài bữa sau nó chiếu cho mình coi lại kiểm tra lại thì nó trắng hết 50% rồi. Rồi cuối cùng rồi cái cũng 3 ngày sau kiểm tra lại thì mình thấy nó trắng phiếu, hai phổi trắng phiếu luôn, không có cọt đỏ gì hết trơn. Lọc phổi lọc luôn bảy hết trơn. Tại vì nó đang có dấu hiệu bị ung thư phổi, phổi cái cho nên là mình yếu sẵn, mình không có thở được, cho nên nó mới mổ thanh quản. Đúng cái máy nghe để đẩy sau khi cái phổi sạch trơn mới tin. Hay chứ, không có ho nữa. Lúc trước ho ho kẹt bây giờ không ho, cái phổi mình làm như là người trẻ hơn, nó được thanh lọc rồi. Bây giờ sẵn đó người ta là ngang là người ta tổng quá trong bộ phận mình luôn, nên người ta có thuốc là người ta tẩy hết những cái chất độc của mình, con người của mình. Theo mình đoán đó là khi mà nó vô nước biển đó, chắc là để cho cái dị trùng nó nổi phình lên, giống như đổ nước vô cho dị dế nó chui ra. Nếu mà hết nước có thì nó chui nó sốc được sao, thèm đó vậy. Bởi bơm nước biển vô mập lù rồi, vậy bữa sau nó mới nhấn nó chìm, nó đẩy độc tố ra hết. Bây giờ nói cho khán giả nghe là bây giờ trong cái thời gian mà anh được phục hồi bệnh á, thì bây giờ anh muốn nhắn nhủ gì với lại mọi người như thế nào, là cái ước nguyện của anh như thế nào? Mình có nhắn nhủ được với anh em là thí dụ như nếu mà có đi lỡ đi chạy hay chạy quẹt tinh hay là đi chị gì đó, nên nó chích ngừa.
không nên chủ quan chết người, phòng ngừa đi. Chứ không nên, mình cũng bị mình chủ quan, mình thấy nó không sao đâu. Cái đó có tai hại. Rồi có phiên với lại mấy anh em làm nghề bẫy gắn không? Rồi thứ hai nữa là khi mấy anh em bẫy gắn không nên làm. Tại vì trong cái lúc mà mình nhớ lại cái lúc mà chim bao mà cái ông kia ông kể kinh đó, ông có nói gì nè, rồi mình nghe một người nói lên, một người sau lưng nói á, thầy có không có việc làm, cho nên con làm. Rồi ông mới kể, ông nói á, thiếu chuyện làm, thợ hồ, làm rễ, làm ruộng, thiếu nghề, sao con không làm, làm nghề này. Con đừng có biện minh như vậy. Mình nghe bảo rằng cái tiếng nói, ai phê bình nó sao. Cho nên nó thiếu như nghề, chúng nó không làm. Làm nghề này rất là xấu, không nên. Cho nên mà bây giờ người ta đang làm nè, người ta không có công việc gì ngoài cái nghề đó ra nữa, thì giờ anh muốn nhắn nhủ gì với những người bạn đó như thế nào? Mình khuyên anh đó không nên tiền dụng tàn hóa phế, tại vì mình cũng xem phim anh em nhiều cách rất là tội nghiệp, nhưng mà người ta không bao giờ hối hận, ta vẫn dương lên. Tiếp với công việc khác ta làm bán số thứ thiết, cái đó là một cái nghề cũng rất tốt, cái đó xấu luôn. Chứ đừng có làm nghề mà sát sanh là không đúng, nó muốn sống mình muốn sống, không nên. Thì đây là một cái lời nhắn nhủ thật sự rất là đặc biệt. Nhưng sau cái cơn bệnh thập tử nhất sinh này, chết đi sống lại rồi, anh mình có đôi lời nhắn nhủ với lại tất cả quý khán giả, các bạn nào mà làm nghề bẫy rắn, thì đây là anh mình nói thật lòng, thì các bạn tin hay không, còn làm nữa hay không, thì công việc của các bạn như thế nào thì tùy các bạn xem, các bạn cảm nhận giúp mình ha. Chứ còn ở đây là người thật, việc thật. Anh mình muốn chia sẻ lại những cái gì mà những cái người thằng thánh đó người ta nhắc lại cho mình nghe. Thì anh mình muốn gửi gắm đến các bạn như vậy ha. Cho nên rồi có một chuyện là mình kể cho anh nghe một chuyện nữa. Hồi trước đó, lúc mà chưa mình làm, chưa bị gắn, chưa cái bệnh này đó, là mình đã tin hết cái rồi. Mình đi cào hến rất là nhiều, chút xíu lại sự ghe. Có một lần đó mình cào sao mà mê quá, cho nên ghe ta đi, ta về đông trơn, mình về trễ. Cho nên mình ngủ dưới ghe đó, đằng sáng mới đông. Thì bắt đầu ngủ dưới ghe đó, hai chồng ngủ ghe, nghe cái tiếng con hến nó gươn. Nó cắn răng, kẹo, biết nữa, gươn. Cái bà xã mình lên bờ uống cà phê, bà xã nó nhập xuống đông nghe nè. Có nghe ai gươn trong ghe, trong xuồng hay gì đó. Mình mới nghe, mình lắng nghe, hình cái tiếng gươn. Tiếng nó sao, biết có người ta đâm. Cái mình đi giái đi, hai chồng mới giái. Nói tại vì mình không có chuyện làm, lúc đó chưa có màu hồ. À, chưa có chuyện gì làm, cho nên người thấy người ta làm quá, mình làm theo thôi. Muốn ghe, muốn xuồng đi làm chống ca vài bữa. Cho nên người mấy ông có họ muốn lấy thì không cho tôi làm, có chuyện gì làm, tôi làm trên bờ. Nên tôi không có làm với ông như thế này nữa, không bắt ông nữa. Chị nói qua lo thôi rồi ngủ. Sáng cái ghe lại mình đông xong rồi chị giật máy đi cào. Thì tự nhiên giật máy không cháy, giật quà không cháy. Cái bơi tới chợ, bơi chỗ ông mới sửa đó. Nó nói sao rồi, coi sửa dùng cái máy xong chịu không cháy. Ông nói trời ơi, bị lục dên rồi, anh không chịu chăm nhớ lục dên máy hư rồi. Bây giờ sửa tốn tiền còn hơn một máy mới nữa. Thế vậy thôi, hai chân bơi về luôn, bây giờ không làm gì nó nữa. Nó khiến cái bơi về luôn. Vì ông này ông không có duyên với là cái nghề săn bắt này nọ. Rồi cái sau này thời gian, mà phụ hồ cũng thất nghiệp nữa. Cái mấy đứa kia cũng cầu hết hoài. Cái nó cho mượn cái đấy nè, cầu không, cầu về bữa kiếm tiền đi. Mình mượn mình cầu. Sao đi cào cũng không được, lại lỗ tiền xăng. Người ta cảm nhắc cho mình cào không có. Thôi gì chị lỗ, hôm bữa nó nghỉ rồi nghỉ luôn. Là không được nữa. Cho nên mình tin rằng mình làm sai, mình tin cái đó. Tức là anh của mình không phải là cái trường hợp mà mình nói chung chung nha các bạn, là một trường hợp ngoại lệ. Tại vì anh mình không có duyên với cái nghề mà săn bắt hay là những cái gì đó mà dân giả. Cho nên là công việc này nó không phù hợp với anh. Anh làm cái công việc này bất cứ lúc nào cũng bị sự cố xảy ra hết. Các bạn nghe thời gian mà hai vợ chồng đi cào hến á, cào hến dưới sông để mà bán cho người ta đó, thì nghe hến nó ghen luôn á, nó ghen ở trong xuồng luôn á. Thì những cái hiện tượng tiếp theo nữa là chết máy, lột dên này nọ đó, rồi tới người làm bẫy gắn cũng vậy, cũng bị đâm vào tay, bị phong đồng gánh giật đó. Một cái hiện tượng phải nói là không có duyên với lại anh ha. Còn các bạn thì có duyên thì các bạn làm, nhưng mà ở đây anh mình muốn chia sẻ là công việc này nó mang cái tính chất nó là như vậy ha. Thì bây giờ bình phục lại rồi, có muốn làm cái nghề gì mà săn bắt nữa không hay là không, giả từ luôn? Giả từ rồi, không có muốn làm săn bắt nữa. Mình rất là thương vật. Mình suy nghĩ nó cũng có linh hồn. Cái cây cỏ vậy nữa, nó sống mình nhổ lên thì nó sẽ chết. Cho nên ai cũng sống hết trơn. Cho nên mình, cái tính mình không muốn sắp sanh gì nữa, không muốn. Tự động con rắn ở ngoài nó bò ngay vô nhà luôn, rắn không ngựa luôn. Và tụi nó đợi rắn nhiều quá nên lên chắc là lột rắn được rồi, mới quẹo qua lột rắn luôn.
tự ra ngoài đường bò vô nhà. Lập gắn đó là ai làm sao làm hả? Làm mua của người ta? Đâu có, chỉ năm làm. Chỉ làm nhà luôn. Làm nhà. Không, người ráng nó bò vô nhà. À, người ráng nó bò vô nhà trước. Không có ý hỏi là mấy cái lợp anh làm hay là anh mua hay anh làm? Mình mua lưới gì làm đó mà, nó cũng đơn sơ dễ làm. Giờ tiền thôi mình mua sẵn chợ luôn á. Bây giờ á, thôi bây giờ là không có duyên với cái nghề săn bắt nữa, bây giờ bỏ luôn. Bây giờ còn cả trăm cái lợp nữa mà đặt, thì bây giờ không biết đường đi thăm luôn. Bây giờ mở mình sức khỏe mạnh, mình để lấy gì mình đặt bỏ thôi. Chứ để vậy lương tâm mình cắn gứt lắm. Còn xếp nhiều con vô nữa. Tội nghiệp nó. Mình còn muốn sống mà tại sao mình giết nó? Rước cha về nghe con khóc, bụ lắm nghe, ở ngoài khóc, khóc vô tới đây. Bây giờ mình đây, mình quay đầu nó khóc trở ra. Con khóc thì chỉ, thì sợ con khóc đâu, nó khóc vô nhà mình kia. Ở ngoài khóc, khóc vô tới nhà. Bây giờ mình sẽ nằm đây. Tại vì đặt lợn thì có khóc đó. Một hai con, trời cái mình lên về, mình tính lên giường, nó cháu gì hết. Nhưng mà thôi, thấy gì thả, nó cho gần ngày nữa rồi bắt. Cái nó nhảy tới như luôn rồi, hả hoài rồi lên nó nhớ cái ơn. Nó là dòng dỗ cứu giật. Nhảy vô thôi, chứ nhảy. Người ta nói cứu giật giật cái ơn mà. Có thiệt mà. Vô tới đây nè, chúng ta có cấp mình tính từ đây vô nhà kìa. Vô tới đây, nó giờ đây. Rồi quay đầu trở ra, cũng ra, hỏi nghe ra chả. Bởi bắt cóc giúp cho văn thịt đâu. Thả nó gần, bà này mình hỏi thả, để có gì bắt gần chút. Nó dậy dậy nhảy vòng không mà. Nó báo cho mình một cái điềm gì ha. Một cái điềm gì giống như thả rồi cái nhờ nó nhớ cái ơn. Cái nhà là biết cái gì à? Bây giờ nó gặp nó đâu? Cái nhà biết cái gì cho nằm bên này nè. Ở ngoài nó phóng vô cái cửa này nó giờ. Cóc hả? Cóc á. Tại vì bắt nó vô, tính cho dùng giường nó cháu. Không có. Thấy thấy tội nghiệp thôi, không có. Còn con là gì? Con hai con à. Nó luôn gần gần đó. Con hai con à. Thì đó vậy con gì con? Con hai con, cái đâu có nhiều đâu. Thích nó sẽ thuê thiếu thốn, tình yêu hay là yêu thương nhưng yêu thương gì nó thôi. Nhưng mà thấy nó rất là dễ thương. Nó đâu được sổ lòng thì nó phải bó buộc nó. Cái thằng điện nó trả 700 ngàn thôi rồi. Nó dễ thương lắm. Vậy đó chứ chưa nó chứ trả mà cười một cái trong này là ngoài nó cười theo. Theo nó cười theo yêu nó nói chuyện không nói chuyện nhiều lắm rồi. Rồi, video đến đây cũng đã kết thúc ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả các chú anh chị rất là nhiều đã nhìn chút thời gian của mình để xem video này. Các bạn cảm thấy như thế nào các bạn để bình luận lại cho mình ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong các clip tiếp theo.